lại cái sếp của mình nha, anh chị chỉnh lại cái sếp y như mình muốn vậy đó, xong bắt đầu anh chị để qua đêm là ok nha. Tự nhiên rớt cục bột, mất cục bột oan à, thì cái tình luôn. Đây anh chị sẽ thấy em chỉnh cái cuticle này rất là dẻo nha, bột cũng chưa có ra được, chưa có ra được nha anh chị nha, chưa có ra được, em còn bị thiếu nhiều thứ quá, em chưa có ra bột được, với lại có một chút vấn đề trục chặt nên là chưa có ra bột được. Có anh chị kêu là thôi em cứ bán trước nhưng mà không có được, làm cái gì ra cái đó nha anh chị nha, anh chị thông cảm giúp em nha. Với lại anh chị nào mà em ship hàng hay chậm hay là trễ hay là cứ inbox cho em nha, complain cứ nhắn tin cho em sẽ được tặng thêm đồ nha thì cái đó là lỗi bên em, cái đó là tại vì giờ này em hay quên. Có mấy người bạn tốt quá cứ rủ ra em tùm lum thứ hết á, nhất là em Ray á anh chị. Mình biến đi cậu ơi, mới sáng sớm mình vô đây mình phá tao mày. Đây, tiếp tục nha. Mình đắp ngang như thế này á thì cũng được, mà mình đắp dọc cũng được, cái nào cũng được hết. Nhưng mà hôm sau thì hứa với anh chị hoài, hôm nay không dám hứa nhưng mà sẽ ráng cố gắng cho anh chị là sẽ làm một cái video làm về cái cách mà đặt bột và đặt bột ngang hoặc là bột dọc đó, thì em sẽ làm một cái video đó cho anh chị nha. Cái này thì mình sẽ đè xuống, mình sẽ rút nó ra đây, mình sẽ rút nó ra. Cái này không có dính cỏ nha anh chị nha, cái này không có dính cỏ nha, yên tâm nha. Vuốt nó xuống này, mình chỉnh cho nó đều nha, để mình dễ vuốt á. Đó, mình vuốt xuống. Tự nhiên cái bị hư cái loa kia thì cái hết hứng làm luôn rồi, mình dễ sợ lắm. Nhờ anh chị chia sẻ lại giúp em nha. Rồi, ai thương em, ai mến em thì cứ inbox cho em mua đồ của em nha. Đó. Rồi, xong. Đang kéo bột mà dùng cọ cổ ở tip để làm gì vậy anh? Cái này ok, cái ngón này thì em sẽ trả lời cho anh tại sao em phải tém hai bên hông nha. Ok, em sẽ trả lời cho anh bằng cái video thực tế nha. Đây, đây em sẽ đặt ngang nha, tại vì mình muốn đặt ngang là nó không có muốn bè ra hai bên cái khóe của mình đó, mình mới đặt ngang nha. Mình tém vô nè, cái này em tém á anh chị nhìn để ý là em tém bằng cái thân cọ nha. Cái mình tém bằng cái thân nhưng mà mình đẩy bằng cái mũi nha. Đó. Đây thì mình chỉnh hai bên hông cho nó đều trước đi đã nha anh chị nha, tại vì cái bột này nó không nhanh khô, nó dẻo nha, thì mình sẽ chỉnh hai bên hông trước. Đây như thế này, đây là cái video em sẽ nói về cái tại sao em phải tém hai bên hông vô. Thứ nhất như thế này thì nếu mà anh chị hút thẳng ra đó đây, thì cái này nó lem ra tới bên đây thì nó mỏng lắm, nó mỏng ở phần mép này nè, thì em sẽ đưa vô cho nó đều ở phần giữa, tại vì thường thường á mình để cho cái móng tay nó u ở giữa thì nó sẽ thẳng hai bên hông này hơn. Đây như thế này em vuốt xuống, còn nếu mà để mà mình cho nó dài ra như thế này á, đây thì mình vuốt á, đâm ra ở giữa này nó bị thiếu bột này, nó không có được dày, nó không có được u ở giữa ha. Em sẽ đưa cho nó đủ cái bột ở giữa đó, thì mình sẽ vuốt ra mình tém vô giữa nè. Đây như thế này nè, giờ anh chị vuốt ra là mất cái cục này rồi, anh chị phải đưa vô đó, anh chị sẽ đưa vô cho nó vô giữa thì anh chị sẽ thấy nó dễ đập hơn nhiều nha. Đây nói quá, nói hướng dẫn cái này chắc lần sau chắc phải lấy móng giả thôi, chứ cái này đắp chậm quá là đâm ra cái bột nó bị cứng á, mình khó vuốt á, anh chị thông cảm nha. Đây mình vuốt lại cho nó đều một chút xíu nè, đó xong nha. Ok anh chị có hiểu chưa ạ? Hiểu cái ý của em nói chưa? Thì tại vì hai bên hông nó giống như kiểu nó dư bột quá, mình tém vô giữa để mình vuốt cho ở giữa nó u nha. Đây mình đưa lên, chị thấy không, cái bột của em nè thiệt đã con mắt. Mình
mình sẽ ép nó xuống cho nó nằm ở trong cái da đó. Từ từ anh gì đó ơi, em hiểu nè, em tưởng anh đang vuốt gì vậy? Cảm ơn, giờ học hỏi không được. Từ từ em để vuốt cái đã, chứ đọc nữa là coi như là chết queo luôn á. Đây, mình lúc nào thì thường thường anh chị đắp bột, anh chị phải đưa hai bên hông vô giữa đúng không? Đây như thế này, thì cái này đều là thì em không cần nè, đó như cái này đều thì em không cần nè. Còn như cái kia thì nó ở giữa, mình thấy mình cảm nhận được nó bị thiếu ha, mình cảm nhận được nó bị thiếu nên là em mới đưa nó vô. Còn như cái này thì không cần nè, đó, như cái này thì vứt thẳng xuống thôi. Rồi, cắt cái bột đi ha. Đó. Đây. Ấy da, trời, nãy giờ không thấy. Đó, chắc bị đụng á, nãy bị đụng á, không sao đâu, nó lõm ít rồi, tí nữa mình rửa mới hồi lắm. Ha. Ok, cái ngón này thì mình sẽ đắp hai cục. Đây, thì đây hướng dẫn luôn cho đắp hai cục luôn nha. Cứ ủng hộ cái livestream em sẽ hướng dẫn nhiều hơn cho anh chị nha. Vuốt ở đây cho nó mất đi cái mấy cái bột ha. Đây. Đây nha, mình tém hai bên hông vô nè. Đó, lúc nào mình cũng tém hai bên hông vô. Cái chỗ này. Khá bổ ích, nghĩ bi này thì bạn tôi ơi, các bạn dễ thương dữ. Đây mình tém hai bên hông xuống ha, đó mình tém xuống như thế này thì tí nữa mình dễ vuốt thôi chứ không phải gì đâu. Thường thường nếu mình vuốt thẳng xuống cũng được, nhưng mà mình muốn tém cho nó xuống một chút xíu thì mình dễ vuốt á. Trời, chết em luôn, chết queo luôn Hiếu ơi, chết queo luôn thiệt, chết khô luôn á, chết khô chết khác luôn á, đắp nữa chắc chết. Con lấy 1 tiếng mà nãy giờ đắp 1 tiếng rưỡi rồi đó, lấy khách 1 tiếng mà nãy giờ em đắp 1 tiếng rưỡi rồi, giờ em kêu em đắp nữa là chết thua, chết queo, chết khác luôn thiệt. Ai hiểu cảm giác này. Hello anh Mạnh rồi, khỏe không anh ơi? Quên mấy này, quên kêu gọi cho anh là em quên mất tiêu thiệt á đó. Đó mình đẩy từ từ lên cho nó typical, cho nó đẹp nha, phải đẹp mới được nha. Đó. Mình đưa xuống từ từ, mình vuốt xuống nè, xong mình sẽ vuốt nhẹ xuống. Ừ, vuốt nhẹ xuống, chắc chắn không thấy hả. Vuốt nhẹ xuống. Rất là nhiều anh chị đợi cái bột của em ra, nhưng mà thực sự là bây giờ chưa có ra được, chưa thể nào mà em ra được đó, nên là tội nghiệp em lắm, thương em lắm thì đó. Vuốt xuống, vuốt xuống bột đi. Đây xong, trong vòng nửa tiếng là xong rồi, em làm trong vòng nửa tiếng hoặc 35 phút là xong. Trời, muốn chơi nổi mà anh, trời mình đẹp mình có quyền hả. Màu này mình đẹp mình có quyền rồi. Hai tình yêu làm nhau đẹp đỉnh quá. À, em không phải anh tình yêu nha, trời ơi mình dễ sợ luôn. Em phải anh tình yêu nha. Trời, yêu khen lộn tên nữa, chết quay thì đang đang khát muốn được khen rồi, tự nhiên vô khen cái chết quay luôn. Đây, cho nó lên xíu nghe Huy ơi, trả lời bạn của em là em phải gặp chồng vậy á. Em muốn được khen mà anh chị đi đâu hết rồi, chưa gì bỏ đi hết trơn nha. Không phải tao giũa nó bị đứt cái nãy vào tay mối mà. Tại cái giũa này nè, mình kìm á, cái tay này của mình kìm thấp á anh chị. Đó, để vậy thì anh chị sẽ thấy rõ hơn. Tại vì cái tay này mình giữ cái handle của khách á. Nên là nó bị đứt thôi. Thay bao nhiêu cái cũng vậy thôi à. Tính thầy coi lại đi cấp 1. Hồi nãy cái like đầu tiên của em kìa, cái like đầu tiên á, cái like đầu tiên mà nó bị tự nhiên nó bị mất rồi.
mất tương tác quá, giờ này em phải like lại để lấy tương tác. 1 giờ đêm hả? Ồ, bên em mới chiều à, bên em mới chiều à. Chỉ bên đâu mà 11 giờ đêm, bên em mới chiều mà. Ok. Có bán thuê nghề không anh? Dạ có bán luôn nha. Trời, em bán thân em còn bán nữa, đừng nói gì bán nghề. Trời ơi, thân em được giá mà em bán luôn, sợ không ai mua thôi chứ. Ai mua thì tốn cám tốn thóc chứ đâu có được gì. Dạ cảm ơn, cậu của anh Tâm bắt sướng quá. Tên Kiều Anh, sướng lắm hả? Nói chung là em bán hàng anh chị thích là vui lắm à, thật sự. Đây ha, cái này là fan quanh bên mình nha. Em chị thấy nè. Đó. Giữa này đơn giản lắm, mình giữa sơ một chút xíu là xong rồi. Mình giữa cho nó mịn nhé là xong rồi. Cái giữa fan quanh này mà giữa móng dài thì tuyệt vời nha anh chị nha. Giữa fan quanh này mà giữa móng dài thì thật sự là không còn gì để chơi ít ra rồi. Tự nhiên bị anh vừa rồi làm đẹp phải còn tốt từng một nghĩa. Tốt thì không hẳn đâu, tại vì có thể là anh chị chưa có gặp em hay ấy. Tốt thì cái đó thì em thanh xui thôi, tốt với những người nào mà tốt với em thôi, chứ còn ai không tốt thì em cũng giống như lơ thôi, không có gì. Cứ hướng dẫn hết cho anh chị đi, không được phước này cũng được phước khác anh chị ạ. Đây thấy ha, sẽ giữa cái phần ở dưới chút xíu cho nó đẹp, đầu giữa còn bán hay cho. Dạ còn anh, dạ còn bán, nhưng mà cái dưỡng này thì hết rồi nên là không có dám quảng cáo nhiều. Dưỡng này hết rồi không có dám quảng cáo nhiều. Em chị thấy ha, đó rất là sát ha. Rồi anh rất nhiệt tình, quá tuyệt vời. Thank you anh Hùng Anh hả? Hùng Anh là đàn ông chết đúng không? Xếp kêu bằng chỉ chết quay không chị? Đó, rất là mịn ha. Đây, rất là mịn. Hết rồi thì bán nửa cây hả? Anh lấy cây này không? Em gửi qua em tặng anh luôn mà. Nói chứ em dễ chịu lắm thiệt. Hết nước chấm thiệt chứ. Qua nhà anh pha cho bỉ ơi. Nước chấm qua nhà anh pha cho. Về với nước chấm hải sản ăn nhiều lắm, chỉ cần mang hải sản qua thôi, nước chấm cứ để anh lo cho. Nhà có bia sẵn nha vĩ nha, mang mồi thôi, để xí anh điện bia anh kêu nhà có mồi sẵn rồi mang bia thôi. Cái nằm đẹp mà còn dễ thương lịch sự. Bi bớt bớt đi coi, bây giờ làm thế nào khách đến thì siêu không bị không bị bể móng anh ơi. Xíu em mang con vịt qua nhỏ này. Ok. Ok luôn nha. Anh trời ơi, để em mang đi lên anh được rồi anh ơi. Em mang lên cho anh được rồi. Anh chỉ cần mồi thôi. Không có bị nứt đâu nha anh chị nha. Cái này không bị nứt đâu. Cái này không bị nứt, em bảo đảm với anh chị là không bị nứt đâu. Sorry baby. Tí nữa anh chị sẽ thấy nha. Tí nữa em sơn cái tháp lên. Ui cha mẹ ơi, nó đẹp lắm. Em kiếm ai cho nó ăn giùm anh cái. Đói quá nó đòi nuốt tao hoài vậy. Cũng được nha. Bị sướng nè. Cái tháp shiny này của em cũng bán nha anh chị nha. Nếu mà anh chị nào cứ inbox cho em nha, hoặc là inbox số điện thoại em đang ghi ở trên cái livestream đó. Cho em xem bạn nữ đang làm hả? Thôi mấy cái này em đừng có xem, vấn đề này em đừng có xem, không được đâu. Trời, có ai hỏi gì hỏi đi chứ, để em trả lời mấy bạn em mệt mỏi quá.
mỗi lần gặp nó là em câm nín không á anh chị. Mấy bạn nữ này để anh xem được rồi hả? Đừng phá anh nữa, để anh xem được à. Mấy này anh không chia sẻ được đâu, mấy này khó lắm. Ăn uống nhậu nhẹt thì anh chia sẻ được chứ mấy này ăn được đâu. Ok. Thầy bớt đi nha. Anh canh giống như tiền. Cái gì vậy? Bỏ dầu lên nha, để cho anh chị xem màu nha. Ok. Bây giờ nói gì vậy? Sao sáng còn ngủ được em? Quỷ này. Đấy, ok. Xuất sắc con trai. Từ từ nhé, sắp đến số hard. Ok. Xong nha. Đây, màu để ta đi xem nhé. Đây. Để dùng ra chút chứ. Anh chị nha. Đó, màu rất là đẹp nha. Rất là đẹp, rất là sáng nha, rất là bóng. Shiny. Màu rất là đẹp nha anh chị nha. Rất là bóng này. Ok. Ok anh chị nha. Đã xong. Rồi, thank you anh chị nhiều nhé. Cảm ơn anh chị đã xem cái livestream này của em. Thì mong